Xin mời chào tất cả các bác hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video bên em các bác nhé. Thì hôm nay em có test một sản phẩm, đó là một chiếc lọc xì của DBX mang mã hiệu là 231S. Với sản phẩm 231S này, nó sẽ là mặt màu trắng. Và giá hiện tại em đang bán và giới thiệu tới các bác giá là 1.300.000 đồng các bác nhé. Với những chiếc lọc xì này thì em bán rất nhiều trên thị trường rồi và được rất nhiều các bác đã tin tưởng và đặt hàng. Thì hôm nay em có test tiếp một chiếc cho bác Út Mãi, bác ở Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Lọc xì DBX 231S giá 1.300.000 đồng các bác nhé. Đấy, sản phẩm lọc xì DBX 231S này thì hôm nay em sẽ test và sẽ gửi cho bác, sẽ làm một cái video để tinh chỉnh các cái chức năng của nó để trước khi gửi cho bác, để bác thêm phần yên tâm để nhận hàng và sử dụng các bác nhé. Với những sản phẩm này thì nó không còn quá xa lạ với các bác rồi. 62 cần gạt chia đều cho hai kênh, mỗi kênh 31 cần gạt để tinh chỉnh, chia ra các giải tần từ 20 đến 20kHz các bác nhé, các khoảng bát, trung và chép để các bác có thể tinh chỉnh. Và đối với những con lọc này, các bác có thể cắt hú trực tiếp trên những chiếc lọc xì này các bác nhé. Cắt hú trực tiếp khi các bác ghép sau những con vang, hoặc các bác có thể đấu qua cầu trụ U của âm ly thì nó sẽ cắt hú trực tiếp cho các bác. Về video để thử test cái chức năng chống hú, cắt hú của con này thì em có làm rất nhiều video rồi. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh. Trong đó thì em có rất nhiều các video để thử hú và có thể cắt hú trực tiếp trên con này rồi. Đấy, các bác có thể thấy rất nhiều video để giới thiệu tới các bác rồi, tác dụng của nó khi ghép sau vang các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ test trực tiếp từng kênh một để cho các bác có thể thấy độ hoạt động hiệu quả của nó như thế nào. Em sẽ cho to lên tí này. Nó sẽ là kênh trên các bác nhé. Đầu tiên em sẽ test kênh trên, các bác đeo tai nghe vào để nghe được các giải bát các bác nhé. Đấy. Đấy, các bác có thể đeo tai nghe hoặc cắm vào bộ dàn nhà mình các bác nhé. Đấy, đây là tiếng bát này. Và tiếp theo em sẽ chỉnh tiếng check cho các bác nhé. Đây này. Đấy. Lưu ý với các bác, bản này là bản mới, nên là độ nhạy của nó rất cao. Các bác có thể nhìn thấy em tăng rất ít thôi, nhưng độ hiệu quả của nó rất cao các bác nhé. Tăng bát và tăng check lên cho các bác thấy. Như các bác nhìn thấy thì tay em ấn, các bác có thể nhìn thấy như tay em để nâng cái cần gạt lên này nó đã rất khó rồi các nhá, bởi vì các fader này nó là hàng mới và nó rất khít, chứ nó không như mấy cái hàng rẻ tiền. Thì các fader này của nó sẽ sử dụng 2-3 lần là nó sẽ bị trơn ngay các bác nhá. Đây, sử dụng rất khít, các bác có thể nhìn thấy em sử dụng một ngón tay để em đẩy 2 cần này thôi nó rất là nặng rồi. Đấy, hàng chuẩn nên là nó sẽ hơi rít các bác nhá, chuẩn nên là nó sẽ không bị lòng lẻo sau một thời gian anh em để sử dụng. Đấy. Đấy, các bác có thể nghe thấy khi không qua này. Đây các bác nhá, cái đây là ấn nút bypass, nó sẽ là không qua chiếc lọc xì này. Đấy, không qua các bác nhá. Giảm này. Đấy, các bác có thể thấy đấy, độ hiệu quả đó. Ranger này. Ranger nó sẽ mở rộng các biên độ tần số ra để tăng cái biên độ lên để cho các bác có thể nghe được, nó sẽ hay hơn. Nó sẽ lưng bát chép nhiều hơn các bác nhá. Ấn vào. Đấy, các bác có thể nghe thấy độ hiệu quả. Đấy, thế là đã ok một kênh các bác nhá. Ok kênh đầu tiên. Đấy, là kênh trên. Đấy là ok rồi. Và tiếp theo em sẽ test cái kênh dưới. Đấy, test kênh dưới thì em sẽ cho to lên tí để các bác có thể nhìn thấy. Đầu tiên tăng bát các bác nhá. Đấy. Các bác có thể đeo tai nghe để nghe các giải bát nó lên rất khỏe các bác nhá. Đấy. Đây là tăng bát các bác nhá. Lưng rất ít thôi, độ hiệu quả rất cao. Đấy. Và tiếp theo sẽ lưng check lên này. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy em chỉ lưng có 4 giải thôi, 5K, 6,3K, 8K, 10K và 12,5K. Đấy là 5 cần aqua đi dương. Và lưng lên rất ít nhưng độ hiệu quả của nó rất cao. Đấy. Nhả này. Nhấn vào này. Bypass đỏ là không qua các bác nhá. Đỏ sẽ không qua nhưng chiếc lọc xì thôi. Và nhả ra này. Đấy, các bác có thể thấy đúng tí tách bát check nó lên. Ranger này. Giảm ra thì nhả ra thì tiếng check nó sẽ giảm, giảm xuống một tẹo. Mà nhấn vào thì check nó sẽ khỏe hơn các bác nhá. Đấy. Những sản phẩm này thì rất là chất lượng rồi. Rất là chất lượng và em bán rất nhiều cho các bác rồi. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Các bác nhớ đăng ký kênh các bác nhé, để ủng hộ và xem các video mới nhất bên em.
Thì sản phẩm này hiện tại em đang bán 1.300.000 đồng. Thì cảm ơn bác Út Mãi, bác đã rất tin tưởng và đã đặt hàng bên em các bác nhé. Em sẽ test hàng xong rồi và sẽ gửi hàng, đóng hàng và gửi hàng cho bác, để bác thêm phần yên tâm và thêm phần tin tưởng. Rồi chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các video clip lần sau ạ.